Chào mừng các con đến với hoạt động làm quen với toán. Nội dung tách gộp nhóm có số lượng là 5. Nào, các bé sẵn sàng vào buổi học chưa nhỉ? Chúng mình cùng vào buổi học nhé. Buổi học gồm 3 nội dung. Nội dung 1, ôn số lượng trong phạm vi 5. Nội dung 2, tách và gộp nhóm số lượng 5. Nội dung 3, trò chơi ôn luyện. Chúng mình cùng vào nội dung 1 nhé. Ôn nhóm số lượng trong phạm vi 5. Ồ, hôm nay là một ngày thật đẹp trời. Các chú lợn ra ngoài vườn chơi. Chúng mình đếm xem có bao nhiêu chú lợn nào. Cô sẽ đưa các đáp án cho con lựa chọn nhé. 5 chú lợn, 2 chú lợn, 3 chú lợn. Các con chọn đáp án nào? Bây giờ cô thử làm nhé. Cô chọn 2 chú lợn. Con làm chưa đúng, con làm lại cho cô nhé. À, cô chọn 5 con nhé. Con làm đúng rồi, con giỏi quá. Ồ, như vậy là có 5 chú lợn đang đi chơi đấy. Ồ, lại có cả những bạn vịt nữa đấy. Chúng mình đếm xem có bao nhiêu bạn vịt nào. Như vậy có 4 bạn vịt đúng không? Muốn có 5 bạn vịt thì chúng mình phải thêm mấy bạn vịt? Cô đưa ra các đáp án nhé. 1 bạn vịt, 2 bạn vịt, 3 bạn vịt. Bây giờ cô thử lựa chọn nào. Cô chọn 2 bạn vịt nhé. Con làm chưa đúng, con làm lại cho cô nhé. Con làm đúng rồi, con giỏi quá. À, như vậy muốn có 5 bạn vịt thì chúng mình phải thêm 1 bạn vịt nữa đấy. Ô, lại có cả các bạn thỏ đi chơi nữa đấy. Chúng mình đếm xem có bao nhiêu bạn thỏ nhé. Như vậy có 3 bạn thỏ đúng không các con? Muốn có 5 bạn thỏ thì chúng mình phải thêm mấy bạn thỏ? Bây giờ cô chọn thử nhé. Con làm chưa đúng, con làm lại cho cô nhé. Con làm đúng rồi, con giỏi quá. Như vậy, muốn có 5 bạn thỏ thì chúng mình phải thêm 2 bạn thỏ nữa đấy. Chúng mình bước sang nội dung thứ 2, tách và gộp nhóm số lượng 5. Phần 1, tách theo yêu cầu. Cô có 5 bạn gà với 2 loại gà trống và gà mái. Nhiệm vụ của các con là chia 5 bạn gà thành 2 nhóm, một bên gà trống và một bên gà mái nhé. Các con hãy lựa chọn đáp án của mình nào. Chúng mình cùng xem đáp án nhé. Để tách 5 bạn gà ra làm 2 phần, cô có cách tách như sau. Cô tách 2 bạn gà trống một bên. Một bên là 3 bạn gà mái. Như vậy, để tách 5 bạn gà ra làm 2 phần, cô có cách tách là 2 và 3 đấy. Bây giờ, cô có một bài tập khác dành cho các con đấy. Cô có 5 bạn, trong đó có gà và vịt. Nhiệm vụ của các con là sẽ tách 5 bạn đó ra làm 2 phần theo tên gọi khác nhau nhé. À, có 5 bạn gà và vịt, cô sẽ tách như sau. Một bên là 1 bạn vịt, còn một bên là 4 bạn gà. Như vậy, để tách 5 bạn gà và vịt ra làm 2 phần, cô có cách tách 1 và 4. Như vậy, có 2 cách tách nhóm 5 đối tượng ra làm 2 phần. 1 và 4, 2 và 3. Bây giờ, mời các con tách theo ý thích nhé. Cô có 5 bạn gà con, chúng mình hãy tách 5 bạn gà con ra làm 2 phần. Chúng mình cùng tách theo ý thích của mình nào. Chúng mình cùng xem đáp án nhé.
Đây là cách tách 5 bạn gà ra làm 2 phần. Cách 1, 1 và 4. Cách 2, 2 và 3. Như vậy, từ nhóm có 5 đối tượng có thể tách ra làm 2 phần theo 2 cách khác nhau. 1 và 4, 2 và 3. Bây giờ các con cùng làm bài tập luyện tập nhé. Cô có 5 quả táo, cô chia vào 2 giỏ khác nhau. Một giỏ có 1 quả táo, giỏ còn lại có mấy quả nào? Cô đưa ra 3 đáp án nhé. Như vậy, có 5 quả táo, cô chia làm 2 giỏ. Một giỏ có 1 quả táo, giỏ còn lại sẽ có 4 quả táo đấy. Chúng mình cùng làm bài tập tiếp theo nhé. Cô có 5 quả na, cô chia làm 2 giỏ. Một giỏ có 2 quả na, giỏ còn lại có mấy quả na? Cùng xem kết quả nào. Như vậy, 5 quả na sẽ chia làm 2 giỏ. Một giỏ có 2 quả na, giỏ còn lại sẽ có 3 quả na đấy. Cô có 5 quả bưởi, cô chia làm 2 giỏ. Một giỏ có 3 quả bưởi, giỏ còn lại có mấy quả bưởi nào? Như vậy, 5 quả bưởi chia làm 2 giỏ, một giỏ có 3 quả bưởi, giỏ còn lại sẽ có 2 quả bưởi đấy. Bây giờ mời các con làm bài tập nối số nhé. Các con hãy nối số ở cột 1 với số ở cột 2 để được hai cách chia vừa rồi các con vừa học đấy. Bây giờ chúng mình cùng xem kết quả nào. Để chia nhóm có 5 đối tượng, có 2 cách chia. Cách 1, 1, 4. Cách 2, 2, 3. Các bé vừa làm quen với toán tách gộp nhóm có số lượng là 5. Cô chúc các con có những buổi học thật là vui và bổ ích nhé!